dừng nhạc lại một chút các bạn. Nghe chắc chỉ tầm một lúc thôi là feel có lẽ là sẽ không dừng lại nhạc được. Thưa thầy có thân mến, là trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ test liền một lúc nhiều video với các bộ combo giống nhau. Chỉ có điều em sẽ thay đổi những đôi loa trong bài test của cửa hàng để cho toàn thể các bác của anh em có thể trải nghiệm được chất âm của những đôi loa B3 hàng bãi xịn do công ty B3 Beta 3 sản xuất. Và trước màn này nhỏ của toàn thể các bác ở đây, đó là đôi loa B3F215, dòng sản phẩm phiên bản khủng, thùng sâu, cao và nặng 47 kg, bass từ 220 quay 100, jack từ 17 quay 7.2, thùng giấy sơn sần bóng màu đen. Đôi loa hiện tại em đang chào bán có giá là 19 triệu đồng, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và em đang ghép combo với một chiếc đẩy PS Audio B4008 và một chiếc đẩy 4 kênh. Thì các bác thân mến, em luôn luôn test với những chiếc đẩy 4 kênh để các bác có nhu cầu khi nâng cấp bộ dàn của mình thì sẽ có cửa đẩy để sử dụng luôn. Chiếc đẩy em đang chào bán có giá 8 triệu 200 ngàn đồng và một chiếc lưng Prel AC2020XF và một chiếc vang GD Gutin KM320. Các bác thân mến nhé, video sau em sẽ đổi loa. Em sẽ đổi sang đôi F ở bên tay trái của toàn thể các bác ở đây các bác nhá. Đây ạ. S nhỏ các bác nhá, vẫn là từ 220 coi 100 nhưng dòng S nhỏ thì để toàn thể các bác có thể xem kiểm chứng và so sánh chất âm của nó như thế nào các bác nhá. Và mời toàn thể các bác sẽ tiếp tục nghe chất âm của đôi loại F215 dòng khủng này. Các bác thân mến nhá, test chỗ ở kênh của cửa hàng em đấy ạ, là test thật các bác nhá, chứ không phải test theo kiểu ghép nhạc. Các bác nghe chất âm mà nó như thế nào, có thể nó sẽ không hay bởi vì em cũng chỉ test bằng một chiếc điện thoại thông thường thôi, mà các bác cũng chỉ nghe bằng một cái điện thoại thì có thể chất âm nó không được như các bác mong muốn, thì mong các bác anh em thông cảm. Nhưng em cam kết với toàn thể các bác là những đôi loa này giá trị thực, chất âm thực, để mời toàn thể các bác sẽ kiểm chứng nhá. Sử dụng kênh C và kênh D, mỗi kênh đánh cho một chiếc các bác nhé. Các bác sẽ cùng nghe tiếng bát đánh chắc sâu ấm tiếng, tiếng tép sắc nét chi tiết không chói, tiếng bát đánh rung màn hình khỏe. Cho toàn thể các bác của anh em xem, nghe và tham khảo. Các bác có nhu cầu muốn mua và sở hữu những đôi loa hàng bãi xịn, thương hiệu xịn của B3 thì sẽ gọi điện trực tiếp cho em. Các bác thân mến, các bác mua lẻ đôi loa, mua lẻ đẩy, lưng hoặc vang em đều bán, hoặc ghép nguyên bộ cho toàn thể các bác. Cửa hàng em nhận giao hàng trên toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em xin được gửi lời cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở một video tiếp theo. Em sẽ test liền một lúc nhiều video với các đôi loa B3 với đẩy vang lưng. Combo là một bộ như vậy. Em đổi về phần loa thôi các bác nhá. Các bác yêu mến, đôi loa nào, bộ sản phẩm nào gọi điện cho em ạ. Em xin phép gửi lời chào. Hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo ạ.